Cơ sở Bạch Xuyên Phi Đoàn xin kính chào bà con nha. Hôm nay mình làm cái video này để giới thiệu cho một với bà con chương trình hỗ trợ khách hàng của cơ sở Bạch Xuyên Phi Đoàn. Là đối với bà con nào nuôi con giống và sử dụng thức ăn 100% bên cơ sở Bạch Xuyên Phi Đoàn thì khi tới ngày xuất vịt đủ ngày đủ ký thì phát triển đủ bộ lông thì bên cơ sở sẽ cho xe xuống thu mua lại với giá thấp nhất là 55.000 đồng một ký để bảo đảm bà con chăn nuôi có lời và lời nhiều trong cái thời điểm mà giá thức ăn nó tăng cao. Đúng hỏi gì thì đây là cái chương trình hỗ trợ của cơ sở của Siêu Thị Đoàn dành riêng cho bà con nào nuôi giống và sử dụng thức ăn cơ sở của mình. Còn đối với bà con nào nuôi con giống của bên cơ sở mình mà không sử dụng thức ăn thì mình vẫn thu mua lại nhưng theo giá thị trường chứ không có hỗ trợ gì hết, không có hỗ trợ giá cho bà con nha. Bà con muốn hỗ trợ giá 55.000 đồng một ký thấp nhất á thì bà con phải sử dụng thức ăn bên cơ sở mình 100% đó. Thì còn đối với cái con giống khác thì khi nào cần bên cơ sở có nhu cầu thì bà vẫn thu mua lại cho bà con mà không có hỗ trợ gì hết, chỉ hỗ trợ cho hộ chăn nuôi và bà con nào nuôi con giống và sử dụng thức ăn bên cơ sở mình giao 100% thôi. Thì đây là một cái chương trình hỗ trợ rất là tốt và đảm bảo là bà con chăn nuôi có lời và lời nhiều. Bà con nào có nhu cầu thì bà con liên hệ số điện thoại bên dưới 0974842805 thì bên cơ sở sẽ tư vấn cũng như là hỗ trợ cho bà con chăn nuôi. Cơ sở Bạch Xuyên Phi Đoàn xin kính chào bà con nha. Mày gỡ cái lường lên đây hả? Con nữa sống rồi rồi con lấy con lấy rồi nuôi vịt mà cứ bắt lụm như là mới ngon. Khỏi lựa mất công. Anh muốn lên hình. Anh muốn lên hình. Lên mất tốt mà còn chết nữa. Tại ta lên mà sống ra nó mà chơi. Ủa không ở dưới đâu, không biết thầy 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 dịch không? Ai? Thầy dịch chuyên môn nó bỏ dịch lộn cái gì á? Dạ không. Dạ. Cái mấy dưới đây như con như vậy. Nhà em á. Tổ 5-6 Mỹ Lương chỗ chú Mười Di tế đi vô á. Dạ. Cái kho là chỗ chứa thức ăn xe cộ. Con kia nó lại rồi không chụp luôn. Rồi không đủ lần quá. Ừ, còn cái lần kìa. Còn cái hai cái nữa. Hai cái lần nữa mà. Đây đây đây. Chừa hai con ăn thịt được rồi hả chị?
lòng ba con để con bẫy con coi tôi đi chơi chuyện với những cây nè. Anh đưa cái đầu vô trước á. Rồi hết. Nó dịch nó già ngâm nữa rồi.